Hội nghị ngành công thương 28 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc năm 2022 vừa được Bộ Công Thương tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa nhằm tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương, tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động công tác của ngành công thương các tỉnh, thành phố trong khu vực. Khu vực 28 tỉnh thành phố phía Bắc là khu vực có vị trí địa lý hết sức quan trọng, là khu vực có vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, một trong bốn vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết, một số địa phương trong khu vực có tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp vào tăng trưởng chung toàn ngành công thương. Có 5 địa phương xếp trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chỉ số sản xuất công nghiệp đứng đầu cả nước, gồm Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình. 9 tháng đầu năm 2022, sản xuất công nghiệp trong khu vực tiếp tục tăng trưởng cao so với cùng kỳ. 21 tỉnh, thành phố có mức tăng trên 11%, cao hơn mức tăng của cả nước, dự kiến là 10,3%. Đặc biệt, những địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp ở mức tăng trưởng trên 30% so với cùng kỳ. Sản lượng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu vẫn tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng cao. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động công thương của 28 tỉnh thành trong khu vực còn có một số hạn chế, như một số ngành công nghiệp có thế mạnh của khu vực như điện tử, dệt may, da giày, lắp ráp ô tô, xe máy, phụ thuộc nhiều vào linh kiện, phụ tùng nhập khẩu, khiến sản xuất còn bị động, chi phí cao. Để tiếp tục phát triển, tăng cường công tác hỗ trợ, phối hợp thúc đẩy mọi hoạt động của ngành công thương đối với các tỉnh, thành phố trong khu vực, Bộ Công Thương đồng ý với đề nghị của các sở công thương về việc giao Sở Công Thương Quảng Ninh đăng cai phối hợp với Cục Công Thương địa phương tổ chức hội nghị ngành công thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2023 tại tỉnh Quảng Ninh.